Chào các bạn, mình đang có mặt tại đường tỉnh lộ 38 nha. Phía trước mình đây là Bắc Tiên, Hội Đông Y phường 5, phòng thuốc nam từ thiện đó bạn ha. Thì trong đây thì có cái chùa tên là chùa Bắc Tiên. Thì ngày hôm nay cũng là cái ngày cúng xã hội nên mình muốn chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong để chia sẻ hình ảnh trong chùa cho các bạn cùng theo dõi nha. Đây. Đây các bạn, chùa nằm trong hẻm, con hẻm này mình không biết con hẻm số mấy, hẻm số 6 quá. Đây các bạn, cũng khá là đông đúc. Đây, mọi người đến đây để cúng sao các bạn nha. Nghe nói là 7 giờ sẽ là cúng tụng kinh. Mình xin quay sơ để chia sẻ hình ảnh của chùa. Trong ngày hôm nay, là ngày vía Ngọc Hoàng các bạn, ngày mùng 9 Tết. Sau đó là đây là để lựa chọn sao và hẹn của mình. Đây. Đó. Để mình lên đây mình chia sẻ với các bạn. Mình sẽ tiến vào đây để lựa coi cái sao và cái hẹn của mình ha, dựa theo tuổi. Đây, các bạn vào đây để coi cái sao và cái hạn của mình ha, phía bên tay phải khi mà bước vào chùa. Đây, đây là cái bảng sao của mình. Bảng coi sao hạn nam và nữ hàng năm nè. Đó. Còn bên đây là coi sao. Đó, nam thì nằm bên đây ha, còn nữ nằm bên đây dựa theo hàng giọng. Dạ, nữ coi bên đây còn nam coi bên kia. Dạ. Người ta coi đó, người ta ra ngoài ta lấy đi. Sau khi coi sao hạn xong thì các bạn sẽ đi qua bên kia để lựa theo cái sao và cái hạn của mình. Còn phần đây là phần cúng các bạn ha, cúng là quyên, cúng sao tâm tai nằm đây. Chụp chưa, kiểu khăn nữa nè. Còn kiểu khăn nữa nè. Đây là Bắc Tiên Cổ Sư các bạn ha, đây.
Đây là Thái Thượng Lão Quân các bạn ha. Thưa các bạn, sau khi đã coi được sao và hạn của mình, các bạn sẽ đi qua bên đây. Đây, sao và hạn của mình sẽ lựa ở đây. Như đây. Hạn địa võng nè. Sao văn hớn. Và sẽ lựa cái sao và cái hạng của mình ở đây. À, khi tới giờ cúng thì sẽ bỏ vào đây các bạn ha, bỏ vào đây, bỏ vào trước thiền này. Chưa bị gì, chưa vô kinh nữa. Đợi vô kinh xong xuôi rồi mới có thắp nhang được. Rồi, bây giờ mày mấy năm trước thì sau khi cúng xong sẽ đưa chiếc thuyền này ra biển các bạn, nhưng mà năm nay bên biên phòng không cho, nên khi mà cúng xong thì sẽ đem ra sao chùa để thiêu các bạn ha, đốt. Tối hôm nay thì cũng khá đông bà con địa phương ở đây đến để cúng ha. Ta đi lên chỗ này rồi ha. Cái sao này là thì hình như là dành cho những người ở trong chùa đang làm nó ăn đó các bạn ha, ăn buổi chiều. Đi lên chánh điện cái này. Con dám nội ở đó. Ờ kệ mình á. Ờ bởi đâu thì mê mây. Chưa bạn biết thôi. Đây là tầng nhà tầng 1 nè. Địa Tạng Vương Bồ Tát các bạn ha, tầng 1 thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình sẽ tiếp tục đi lên nữa các bạn ha. Đường hơi tối. Đây là chánh điện. Hiện tại trên đây không có ai hết các bạn nha. Các bạn, ở đây có rất nhiều tượng Phật và tượng La Hán nha. Đây, Bủ Độ Lưu, Bủ Độ Lưu Tôn Giả, Tôn Tằng Đà Tôn Giả, Bạc Đà La Tôn Giả, rất nhiều các bạn ha.
thể để đây là khu C2 Nhân Yết Đà Tôn Giả, Khánh Hữu Tôn Giả. Đây các bạn thấy chóng mặt trước cái chánh điện của chùa Bắc Tiên chưa các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến đi xuống phía bên dưới để chuẩn bị làm lễ các bạn ha. Mọi người đã đến chùa khá là đông các bạn, để chuẩn bị cúng sao nha. Thank you.
mình ở đây á. Rồi lấy mà kiến lại. Nhậu mà bạn á, nhậu mà. Cách cánh ra cho mình cách biết gì rồi. Cách ra. Thấu nữa. Thấu đẹp lại. Thank you.
Yeah.
nóng mà. Ok, như vậy là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.